Bệnh tình của Kendall Jenner trở nặng hơn gấp 100 lần sau cáo buộc phẫu thuật thẩm mỹ tại thảm đỏ Oscar 2022. Thảm đỏ tiệc Vanity Fair hậu lễ trao giải Oscar 2022 vừa qua đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất năm đối với Kendall Jenner. Ai mà ngờ, chính màn xuất hiện hoành tráng tôn lên sự lộng lẫy của siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh lại trở thành nguyên nhân khiến cô mắc vấn đề nặng về tâm lý. Mới đây theo tờ People, Kendall Jenner đã tiết lộ về bệnh tình của mình trên trang Instagram cá nhân, thừa nhận: "Chúc thứ hai vui vẻ nhé tất cả mọi người. Bệnh rối loạn lo âu, đặc biệt là hội chứng sợ xã hội của tôi đã trở nên nghiêm trọng hơn gấp 100 lần vào những ngày gần đây." Sau khi gây náo loạn thảm đỏ Vanity Fair với nhan sắc đỉnh cao, Kendall Jenner bỗng dính nghi án giao kéo để lên đời nhan sắc. Netizen tố nàng mẫu nhà Jenner bơm môi, nâng ngực và khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội. Là siêu mẫu có cát-xê cao nhất thế giới và độ nổi tiếng toàn cầu, Kendall Jenner đứng trên đỉnh vinh quang, khiến hàng triệu người khao khát và ngưỡng mộ với cuộc sống trong mơ. Tuy nhiên cô lại phải đối mặt với tin tức sai lệch, nghi án thẩm mỹ, anti-fan, những kẻ quấy rối và hàng trăm nghìn ý kiến chỉ trích hàng ngày. Để giải quyết vấn đề này, mới đây Kendall Jenner đã phải đến một nơi biệt lập để nghỉ dưỡng và dành thời gian một mình nhằm ổn định tâm lý. "Tôi đang tìm cách để bắt đầu một ngày mới với tâm lý cởi mở và bình tĩnh hơn. Tôi chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực mà thôi." Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.